Đấu Loạn Lực phần 2 tập 282, Sự Lên Các Giáo Dục Cực Hạn phần 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Hắn hít sâu một hơi, rồi nhúm một cái, một cục nước muối trong chén trà ra, đút vào miệng, nuốt xuống. Tích tắc sau đó thì, trong miệng của hắn đầy mùi hương vô cùng là kinh khủng. Sau đó, mùi hương khủng khiếp ấy không ngừng lan tỏa khắp cơ thể của hắn, kích thích mỗi lỗ chân lông trên cơ thể quán mở to ra, cả người hắn không kiềm được mà run rẩy. Hắn mím môi, cắn chặt răng, cố gắng không nhổ ra cái thứ kinh khủng kia. Xương chiến đấu này chỉ là kéo dài chừng là 20 giây. Kế đó thì mùi hương kinh khủng ấy hóa thành một dòng khí lạnh lạnh xông thẳng vào đầu của hắn. Đại não của hắn vốn là vì cơ thể mệt mỏi mà hơi đờ đẫn, nháy mắt như là bị tạt một gáo nước lạnh. Linh hồn của hắn cũng là rùng mình một cái. Cảm giác tỉnh táo lập tức là trở lại ở cả mặt thể xác lẫn là tinh thần. Cũng nhờ như thế mà cảm xúc đang đè nén trong người của hắn đã là được giải tỏa đi khá là nhiều. Mà hắn còn phát hiện ra, tinh thần lực trong tinh thần hải thứ hai của hắn cũng là tăng lên rõ rệt, sự mệt mỏi được xoa dịu đi rất là nhiều. Lục lão sư, đệ tử xin lỗi người, đệ tử sai rồi. Vu Hạo cung kính hành lễ với Lục Tiêu Tiêu. Đây không phải là hoàn toàn là vì tác dụng kỳ diệu của món ấy, mà là còn vì những lời ban nãy của Lục Tiêu Tiêu đã nói. Học viên vì bồi dưỡng cho bọn họ mà tốn nhiều công sức như thế, nếu chỉ là mới có bấy nhiêu cửa khổ, bọn họ cũng là không chịu đựng được, thì bọn họ thật sự là không đáng để học viện làm ra những việc như thế này. Sau khi Hòa Thế Đầu được Lục Tiêu Tiêu gọi tỉnh dậy, hắn cũng là cảm nhận được thay đổi trên cơ thể của mình, cảm giác kê tạm đến hôn mê cũng là biến mất hoàn toàn. Món thứ hai, mẫu đàn Long Hà, món này cũng là ăn sống nhưng phải là xử lý mới ăn được, ta làm cho các người ăn ngay lập tức. Dứt lời thì Lục Tiêu Tiêu mở hai cái đồ đầy màu vàng kia, hé mở ra cái đĩa màu trắng, bên trên hai cái đều là có một con tôm hùm đang dãy ruộng điên cuồng. Có điều không biết là nó bị thức ăn năng lượng gì trói chặt lại là lên có dãy ruộng cũng là không bị rơi ra khỏi đĩa. Không biết từ lúc nào trên tay của Lục Tiêu Tiêu đã là có một cái dao ăn màu bạc sáng loáng. Sau đó thì Vui Hạo và Hoàn Thái Đầu chỉ là còn thấy lờ mờ những ảo ảnh vì là động tác của cô quá là nhanh. Nháy mắt sau đó, con tôm hùm như là tự tháo bỏ cái lớp vỏ của mình, từng miếng thịt được cắt ra đặt trên đĩa thức ăn trước mặt của Vua Hạ Bò Hòa Thái Đầu. Ăn đi, các người sẽ biết mùi vị tuyệt vời nhất trên đời này là như thế nào. Vua Hạ đã là bị sợi rũ một lần, nên không chút do dự gắp miếng thịt tôm hùm lên cho vào miệng. Miếng thịt đỏ hồng vừa vào miệng bỗng như là tan ngay, mùi vị vừa ngon đã là vô cùng là hấp dẫn. Sau khi nó tan chảy thành nước miếng, liền là ào ào chảy vào bụng của hai người bọn họ. Lễ bàn nấy, món mật vô cùng là khó nuốt, thì miếng thịt tôm hùm này lại là ngon vô cùng. Lương theo dòng nước vừa chảy vào bụng của hai người, mỗi luồng năng lượng ấm áp từ dạ dày không ngừng quét tán ra bên ngoài. Các lỗ chân lông trên người bọn họ là như là mở ra một lần nữa. Cảm giác bàn nấy khi mà ăn món mật là tỉnh táo cả người, vậy thì lúc này là sảng khoái và hưng phấn. Cảm giác mệt mỏi đã là tan biến không còn chút nào nữa. Hoa Thái Đầu so với Vua Hạo thì làng có hơi do dự, nhưng hắn vẫn là quyết định ăn. Rất nhanh sau đó, cả hai không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Hai miếng thịt tôm hùm đã là hoàn toàn hóa thành chất dinh dưỡng bổ sung trong cơ thể của bọn họ. Món mật kia chỉ là có ở đế quốc Đấu Linh, nhưng không hẳn là nơi nào ở đế quốc này cũng là có. Nó chỉ xuất hiện ra duy nhất ở một vùng biển nhỏ nhỏ gần bờ Đông Hải. Bản thân nó cũng không phải là hồn thú, nên nó là một món ăn ngon và là bất cứ hồn thú nào cũng là tha thiết mong muốn. Hồn thú nào may mắn có thể ăn được nó, không những nào có thể mở ra linh trí, mà về mặt tu vi cũng là tăng mạnh nữa. Có truyền thuyết nói rằng, chỉ là cần hồn thú có thể ăn được 100 cái mật này, thì trí tuệ của nó sẽ là tương đương với hồn thú 10 vạn năm. Còn với hồn sơ của chúng ta, món mật này có thể là lùi dưỡng linh hồn và tăng cường ngộ tính. Nói một cách đơn giản hơn, chính là một thứ có thể giúp tinh thần lực của các người tăng lên. Hơn nữa, nó còn có tác dụng xua tan mệt mỏi, giúp các người trở nên minh mẫn và thông minh hơn. Mẫn đàn linh hà, nó còn có cái tên này cũng là vì cái đuôi của nó khi mà mở ra trông giống như là một đóa hoa mẫu đơn. Tuy nó là một nguyên liệu nấu ăn cao cấp, nhưng nếu so với món mật ấy nữa là kém một chút. Năng lượng ẩn bên trong nó là một chất dinh dưỡng vô cùng là tinh khiết, có thể trực tiếp hấp thu. Nó không những là giúp các người khôi phục lại thể lực, mà còn có thể tăng cường thể chất. Từ nay trở đi, mỗi ngày các người có thể ăn một con. Còn món mật này, chúng ta chỉ làm có 10 con hàng dự trữ, nên có được ăn hay không phải là xem vào vận khí của các người. Ngay khi Lục Tiêu Tiêu giải thích xong cũng là lúc hai con tôm hùm được ăn thịt xong xuôi. Vua Hạo và Hòa Thái Đầu vô cùng là kinh ngạc khi mà trông thấy hai con tôm hùm đã là bị thái thành từng miếng thịt đặt lên trên đĩa của bọn họ. Vậy mà lúc này, cái xác của nó đã là hợp lại, trở nên nguyên vẹn như là lúc còn sống, trông rất là sống động. Vì lão sư họ Lục này đúng là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ mà. Món ăn thứ ba. Tiếp theo, cả bàn ăn
Ngon theo là sự giải thích của Lục Tiêu Tiêu dần dần chui hết vào bụng của hai người Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu. Lúc bắt đầu, cả hai bắt đầu vẫn là còn hơi choáng váng và chưa kịp thích ứng. Nhưng dần dần cũng là quen, không phải là món nào cũng là đều khó ăn, nhưng đúng là số lượng ấy là hơi bị nhiều. Đến khi hai người bọn họ giải quyết sạch sẽ một bàn đầy ắp thức ăn, cả hai lật lại là giật mình không ngờ rằng bấy nhiêu món ăn bọn họ ăn cũng là có thể xử lý hết được. Ấy mà không hề cảm thấy khó chịu, tức bụng hay là đại loạn như thế. Lúc này đừng nói là tinh thần lực được khôi phục, nó thậm chí là còn muốn ở trạng thái tốt hơn cả những lúc bọn họ sùng sục nhất nữa. Lục Tiểu Tiểu nói, những lời khác nhau sẽ là có những loại nguyên liệu nấu ăn khác nhau, không hẳn bất cứ nguyên liệu nào hoàn hảo cũng là có giá trị trên trời. Học viên cho các người nhiều mục tiêu nhưng mà sẽ dựa vào các món ăn để giúp các người bổ sung thể lực. Ở thời gian này là lúc hấp thu dinh dưỡng tốt nhất, các người phải nhớ kỹ. Được rồi, tối mai lại đến đây. Cảm ơn Lục lão sư. Cảm giác phẫn nộ ban đầu này đã là chuyển thành tâm phục khẩu phục. Cả Vũ Hạo lẫn là Hòa Thái Đầu tự như là bản thân mình vừa mới bừng tỉnh trở lại. Thực lực mạnh mẽ của lão sư tại học viện Sơn Lăng Các từng chút một bày ra trước mặt bọn họ. Hai người vừa ra khỏi nhà ăn đã làm thấy Phạm Vũ đợi sẵn ở bên ngoài. Tinh lực đã là khôi phục rồi thì là tiếp tục đi theo ta học thêm một canh giờ nữa. Sau đó các người có thể trở về để tự rút ra kinh nghiệm. Quyết nói cho các người biết, sau khi ăn nhiều thức ăn như vậy thì là rất khó nhập định. Nên hãy là dùng thời gian tinh lực nhiều mà tự đặt câu hỏi rồi trả lời mà rút ra đạo lý ngày hôm nay. Sự thật chứng minh rằng Phạm Vũ không có nói khoác. Tối hôm đó, sau khi Vũ Hạo trở lại Hải Thần Các, hắn rất là muốn tập trung tiến vào trong trạng thái tâm vô tạm liệt để tu luyện nhưng mà không thể nào tập trung được. Vì vậy, hắn phải là ngoan ngoãn ngồi suy nghĩ một thời gian. Mãi đến nửa đêm mới là có thể bắt đầu tu luyện cùng với Vương Đông. Bắt đầu từ ngày đó, cuộc sống của Vũ Hạo cũng là trở nên vô cùng là phong phú. Mỗi ngày học tập với trạng thái vô cùng là khẩn trương. Tuy mỗi tuần chỉ là cần 3 ngày học tập kiến thức, nhưng lượng kiến thức ấy lại là không nhỏ chút nào. Hòa Thế Đau còn thảm hơn hắn, cả tuần 7 ngày đều là phải cặm cụi học tập tri thức. Mà phương thức giảng dạy của Mục Lão lại là khác hẳn. Mục Lão không bắt hắn phải nhớ cái gì cả, nhưng các vấn đề quan trọng đều bắt Vũ Hạo phải suy nghĩ và tự tìm ra đáp án. Ý của Mục Lão rất là đơn giản, chỉ cần là chuyện do bản thân mình tự nghiên cứu ra thì là sẽ nhớ mãi, vì nó sẽ là thật sự đã là thuộc về mình. Với kinh nghiệm và kiến thức được tích kết từ hơn 200 năm tu luyện của mình, Mục Lão không những là dễ dàng hướng dẫn cho Vũ Hạo tu luyện mà còn giúp bản thân của hắn tự tăng thực lực của riêng mình. Học tập căng thẳng, thời gian gấp rút nhưng mà kết quả lại là rất rõ rệt. Thực lực của Vũ Hạo tăng mạnh lên trên mọi phương diện, ngay cả bản thân hắn cũng là cảm nhận được sự tiến bộ từng ngày của mình. Hai hồn đà mỗi tuần đều là tổ chức thí nghiệm sát hạch với Hòa Thái Đầu. Thông qua đó bọn họ càng hiểu thêm về năng lực đối chiến. Mục đích của sát hạch đối với bọn họ cũng chính là như thế. Mỗi buổi sát hạch đối với hai huynh đệ bọn họ thật giống như là một trận tra tấn chết đi sống lại. Có điều gì sau mỗi lần ấy bọn họ lại là càng hiểu thêm được nhiều thứ. Nếu bọn họ không tiếp tục cố gắng thì sẽ là phụ lòng các sư huynh đã là dạy dỗ bọn họ. Tốc độ phát triển nhanh nhất trong việc tu luyện của Vũ Hạo là tinh thần lực. Từ ngày hắn có tinh thần hải thứ hai thì là tinh thần hải thứ nhất càng ngày càng mở rộng, mà tinh thần lực cũng là cô đọng còn trước đây rất là nhiều. Quả cầu năng lượng được phong ấn đầu tiên của thiên bộng băng tắm giúp cô là cũng được giải phóng hoàn toàn. Lượng tinh thần lực bên trong ấy đã là được Vũ Hạo hấp thụ sạch sẽ. Tác dụng thần kỳ của vận mệnh nhãn cũng là dần dần hiện ra, nhất là ở mặt chế tạo ra hồn đạo khí. Nếu Vũ Hạo thông qua vận mệnh nhãn để khắc trận pháp ở hạt nhân thì có thể nhảy đến bước chế tạo thứ hai. Đương nhiên thì hắn phải là có được sự trợ giúp từ Hạo Động Lực và sự trợ giúp hồi phục là hồn lực của Hoàng Kim Chi Mang mới có thể hoàn toàn thành được. Mặc dù vậy, trình độ chế tạo ra hồn đạo khí của Vũ Hạo đã là có được một bước nhảy vọt đáng kể, càng lúc càng gần với cấp bậc của Hòa Thái Đầu. Điều duy nhất làm cho Vũ Hạo sầu não chính là tốc độ hồn lực tăng lên của hắn. Mỗi ngày được tầm bổ rất nhiều chất dinh dưỡng, nhưng mà học viện sợ ảnh hưởng đến sự đột phá trong tương lai của hắn nên cũng là không dùng được dược vật gì cả. Dưới tác dụng của Hạo Động Lực, tu vi của Vương Đông có thể nói là ngày đi ngàn dặm. Nhưng mà Vũ Hạo vì là bị hạn chế của Vũ Hồn Cực Hạn nên dù có sinh linh kiếm cải tạo thân thể mà tốc độ tu luyện của hắn cũng là không bằng một nửa của Vương Đông. Dù thế Vũ Hạo cũng là không chút nhụt chí, ít nhất thì tu vi của hắn đã là mỗi khắc đã là tiến bộ. Mà vấn đề tu vi chỉ là thoáng hiện trong đầu hắn mà thôi, vì hắn có quá nhiều thứ cần học còn nhiều, làm sao có thời gian rảnh mà suy nghĩ nhiều. Rốt cuộc sau khi sát hạch vào lội biên, bối bối đã là có cơ hội đến thành thiên đấu, tu đô đế quốc thiên hồn để tìm Đường Nhã. Nhưng mà hắn chẳng nghe được tin tức gì về Đường Nhã cả, Đường Nhã giống như là đã bốc hơi biến mất vậy. Chuyện này là một đả kích rất lớn với hắn, sau lần đó hắn đã là dồn toàn bộ tinh thần lực vào tu
liều mạng tăng thực lực để tự mê hoặc bản thân. Mỗi tháng hắn đều là đặt một mục tiêu thật là cao, sau đó dùng 20 ngày để hoàn thành, 10 ngày còn lại sẽ là dùng để đi tìm đường nhã. Nụ cười trên mặt của bối bối cũng là biến mất từ dạo ấy, khí chất vốn nhỏ nhã này lại là thêm một tia u buồn. Bối bối từ tâm thạch vào sáng làm đây là vô cùng cố gắng. Cả ba đều là đã thi đậu vào nội viện. Sau khi bế quan trong nội viện, tu vi của bọn họ đều là tiến bộ nhảy vọt. Bối bối và từ tam thạch đột phá trước, trở thành cường giả bậc hồn vương. Hoa thế đầu thì là muốn cuối cùng là hoàn thành kế hoạch cực hạn đan minh với vua hạo, nên cũng là cùng thông qua sát hạch. Mà đối với hệ hồn đạo, hắn và vua hạo còn có tham gia sát hạch hay không cũng là chẳng quan trọng. Hơn một năm, đúng thời điểm mà thực lực của sử lãnh khắc thất quái tăng lên toàn diện, hồn lực của Hoa thế đầu sang làm cũng là đạt tới cấp 49, còn cách hồn vương là một khoảng rất nhỏ. Tốc độ tiến bộ của vương đông là khủng khiếp nhất. Hơn một năm, hồn lực của hắn đã là tăng lên tới cấp 44 và dĩ nhiên là đã có hồn hoàn thứ tư rồi. Tiêu tiêu hơi kém vương đông một chút nhưng cũng đột phá tới cấp 40 và có được hồn hoàn thứ tư. Trong 7 người chỉ có mỗi vua hạo là còn dừng ở cảnh giới hồn tôn. Dù bản thân hắn đã là liều mạng tu luyện, hơn nữa còn có sự trợ giúp từ mọi phía của học viện, vậy mà hồn lực của hắn cũng là chỉ đột phá được cấp 38. Nhưng dù vua hạo mới là ở cấp 38 nhưng chẳng ai dám coi thường hắn, bởi vì sau khi đột phá cấp 38, tổng lực hồn lực của hắn không hề ít hơn tiêu tiêu đang ở cấp 40, mà uy lực của cực hạn chi băng càng ngày càng bộc lộ rõ rệt hơn. Tuy tốc độ tu vi của vua hạo tăng chậm nhưng cũng là không ảnh hưởng đến thiên phú bên phía hồn đạo sư của hắn. Hồn lực tăng lại thêm sự cô đọng của cực hạn chi băng, hiện tại hắn đã bắt đầu chế tạo ra hồn đạo khí theo thiết kế của riêng mình. Hơn nữa thì hắn còn dùng thành tích kim diễm mà lấy được huy chương chứng thực của hồn đạo sư cấp 5. Đúng vậy là cấp 5, bình thường phải có tu vi bậc hồn vương mới được huy chương cấp 5 này. Còn về việc chế tạo ra hồn đạo khí cấp 5, hắn chỉ có thể chế tạo được hồn đạo khí ẩn chứa thuộc tính băng có cho riêng mình mà thôi. Không những thế, hắn còn phải cẩn thận thông qua hồn lực có cực hạn chi băng mới có thể sử dụng. Nhưng cũng không thể không nói, hắn đã lập lên một kỷ lục mới trong lịch sử giới hồn đạo sư. Vu Hào chỉ làm với hồn lực cấp 38, vậy mà thực lực tổng hợp có thể sánh với cường giả bậc là hồn vương. Trong hơn một năm này, đại lục đấu la bình lặng một cách kỳ lạ. Đế quốc Nhật Nguyệt dạo trước vốn là dục dịch có động tĩnh là đã biến mất. Bàn thể tông từng xuất hiện ra ở học viện Sơ Lai Khắc cũng chỉ là như sao băng xẹt qua, không nổi lên sóng gió gì. Vu Hạo cũng là đã biết chuyện của Mã Tiểu Đào, vì chuyện ấy mà hắn đau buồn mất vài hôm. Nhờ Mục Lão khuyên nhủ mới là dần dần hồi phục lại, còn thề phải đi tìm tỷ tỷ trở về. Học viện Sơ Lai Khắc, Hải Thần Đảo trên Hải Thần Các, bối bối Hòa Thế Đấu từ Tam Tạch sang Lam Nam, tiêu tiêu Vu Hạo Vương Đông, bảy người lặng lặng đứng thành hàng. Mục Lão vẫn là nằm trên ghế như là mọi hôm. Một làm sữa trôi qua, tóc của Mục Lão đã mất sạch, sinh mệnh lực của Lão đã là tới hồi cuối, ngay cả mắt cũng là ít mở hơn. Nếu không phải bọn vua hạo đã là biết, căn bản không thể tưởng tượng lối. Ông Lão nhìn như là chỉ là còn một hơi thở trước mắt, lại là cường giả đệ nhất của học viện Sử Lai Khắc, cực hạn đấu la, long thần đấu la, Mục Ấn. Huyền Lão lặng lặng đứng bên cạnh Mục Lão. Đứng chung với Mục Lão còn là có Ngôn Tiểu Triết, Thái Mị Nhi, Tiên Lâm Nhi và Tiền Đà Đà nữa. Sắc mặt của Huyền Lão có chút đau thương, chỉ là khi nhìn bảy đứa trẻ này, tâm trạng của Lão mới là đỡ hơn một chút, xem như vẫn là có một chút niềm vui an ủi.